Ok mọi người, Forbes đang có một cuộc challenge các bạn nha. Forbes đang ở tại một con đường zombie của nước Mỹ các bạn. Đây là một chuyến đi đầu tiên. Nó là khá hơi rung tim. Đó, lại thấy một con... Đó các em, đó. Nói chung mình cũng ngại cầm camera các bạn, tại không muốn để ý các bạn nha. Hồi nãy vừa có một con nghiện đi qua. Wow. Cái đường này hả? Tới khu nào là nó thấy nhiều zombie nhất em? Ở trên hả? Rồi. Good job. Rất là hay. Rồi. Nó thấy gọi là zombie được. Là người không test là những người thấy họ và làm với nhau. Rồi. Cứ để tay xuống thẳng đi, không sao đâu. Nó để ý mình á. Qua thằng này đi. Em vừa quay được cảnh ở đây chút rồi. Ừ. Hai thành tích của rồi. Quay được khá nhiều á. Đẹp. Anh có luôn. Giờ phải đi check shot lại coi shot đủ chưa. Thì mình quay lại. Thank you.
Đi không? Đi. Cố quay phim máy sách, máy shot phải sao? Cái này là lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng chích tại Mỹ luôn á. Ôi hả? Ý luôn á. Từng thấy tụi nó bán này bán kia rồi, nhưng mà không ngờ tại vì luôn rồi. Anh đi bộ nó chích đi, chắc bình thường nó chích ở ngoài luôn. Đây là chuyến đi có thể gọi là trải nghiệm nhất đời anh luôn. Ở Mỹ á. Nó công nhận luôn. Cái thấy đúng gì? Thường là người ta sẽ quay những cái shot bạn thấy trên TikTok này nọ là người ta đều quay ở đây. Không, ở cái nhập nhập cái quay đây rồi sẽ quay ở đây. Anh muốn có mạng quay lại chỗ này á. Có mạng quay lại chỗ này. Ok. Có nhiều lúc đúng nữa là đúng nữa thì đúng nữa thực phi á. Ok. Đó. Nó là dần thì cũng như một bước này nó đi trend luôn. Ok. Nó em trai đằng trước, che hết của anh rồi. Đúng không? Chiếu chậm. Xem từ cách nó sử dụng, nhưng mà trong lúc mình đi mình đã thấy được rồi, rất nhiều luôn. Thấy luôn rồi, ông chích quá trời. Thì đó, giống như là em có việc à, em không thấy nó gì đó, tại vì nó clean hết. Tại vì ở đây á, mặc dù tụi nó sử dụng cái đó nhưng mà tụi nó cũng có ý thức là nó sẽ clean up lại, tụi nó không có vứt nhiều ra ngoài đường. À, quên nói nữa, mấy cái mà nó chích á, mình phải đẹp lơ thành nó coi cũng không được coi đâu. Tại vì như là YouTube. Nó đang chích cho nhau quá. Gì? Hai thằng mình vừa pass qua là nó đang chích cho nhau á. Em không chịu bị coi được tại vì anh có rồi.
bị quên luôn. Em cua là cái kia, em quay lại cái shot này cho cái stage, train station. Chứ là cái lần đó là hết rồi. Biết rồi, cua lại. Em cua, em cua xuống này, em mong là em đi ngược lại đây. Nó phê quá, nó không biết mình làm gì luôn. Nó không có biết. Chỉ có những người tính, người ta nhìn người thấy thôi, chứ mà nó quá phê. Như là anh quay mấy cái đoạn mà nó bó cái chân, nó có lý do. Thì mấy nó bị bó tay bó chân, nó có lý do. Không có. Nó ném đồ rồi, đừng quay. Rồi bỏ đi. Ok, hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forb TV. Thì hồi nãy các bạn, Forb nhờ hai em này nè. Em này tên là Phương. Phương Lộc, là local của Philly. Yeah. Trong đời của mình á, mình thấy buồn cho nước Mỹ và cũng sợ nữa. Hai cảm giác nó đang xen rất là lẫn lộn tại con đường Kensington Avenue. Thì là một trong những con đường mệnh danh gọi là zombie á, của đời thật luôn, là những tay anh chị chơi hàng đủ các loại truck hết trong con đường này, họ buôn bán đúng không, tất cả mọi thứ luôn. Và số lượng người chết vì overdose rất là nhiều trên con đường này, khoảng hơn 1.000 người năm 2021. Wow. Overdose á các bạn, tức là giống như các bạn chơi hàng quá liều á, các bạn nằm chết trên đường luôn á, đó là năm 2021. Thì hồi nãy khi mà Forb đi qua các bạn, thì Forb thấy một cái cảnh tượng của một người đàn ông chích luôn, chích thẳng vào mạch máu luôn. Forb thấy hai ba cảnh lần mà không biết có quay hết hay không, thì làm cho Forb có một cái cảm giác thật sự luôn là chột dạ luôn á. Là chắc em cũng biết rồi, anh không có gan dạ như em nghĩ đúng không, anh cũng có một cái emotion như một người bình thường thôi, là cũng biết sợ, cũng biết ngại và cũng thấy khó chịu. Thật sự đây là một trong những chuyến đi mà đi với ba người mà anh cảm thấy là uncomfortable nhất, khó chịu nhất luôn. Yeah. Mình đến một cái thế giới hình như là lạ hoàn toàn luôn. Với cả như là anh không biết nói ra sao, như lúc này nó như một thế giới thứ hai vậy đó. Mình không ngờ, thấy trên phim ảnh thôi. Yes. Thấy những con zombie ngoài đời thiệt đi phê hàng mà giống như đứng như tượng như đá luôn á, là rất là thê thảm. Thì năm 1857 á, là cái thành phố nó rất là ok, nó con đường nó ok, nó cũng khá phát triển. Và nó là một trong những nơi đầu tiên là phát thuốc cho nước Mỹ, làm thuốc đi chữa bệnh á. Mà không ngờ bây giờ làm thuốc thiệt luôn, mà thuốc khác thôi, đúng không? Cho đến năm 1903 đó, thì lúc đó là có một cái cuộc biểu tình tại cái con đường để đòi hỏi cái quyền giáo dục cho những đứa nhỏ đó. Và bây giờ chúng ta thấy không, những đứa nhỏ này cũng được đi học luôn, mà học theo kiểu khác, học theo kiểu làm thuốc. Thì cái kinh tế của con đường này nó cứ lên, nó cứ xuống, nó không có stable. Cho đến năm 1950 như em nói á, là cái băng đảng của Ireland tên là K&A nó mới vào cái Kensington Avenue và nó chiếm địa bàn luôn. Và cái món đầu tiên nó bán đó là ma túy đá. Nó tên là, cái tên gì quên các bạn, mình sắp thay đổi ở dưới. Cái loại ma túy đá này nè, là nó được sản xuất đầu tiên tại bên Nhật Bản. Anh tìm hiểu được là năm 1897 của một người đàn ông tên là Nagai. Sau đó cái năm 1911 á, thì được ông Akira, ông mới biến nó thành một cái loại ma túy đá đó và cho sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai của Nhật và của Đức. Tức là họ sẽ cho những binh sĩ của họ là chơi vài ngao thật là tiêm vào người luôn, khi mà họ đi một cái trận chiến cũng như là giống như là em tự sát vậy đó, máy bay tự sát luôn. Và thậm chí á, họ còn cho những công nhân sử dụng sơ sơ để tăng cường cái sự hoạt động làm việc nó năng nổ hơn và vượt qua cái áp lực của chiến tranh. Nhưng mà sau đó thì nó gây ra nhiều tác dụng phụ, là những cái người lính này là nóng nảy, muốn giết cả người thân của mình luôn và đồng minh của mình luôn. Đúng rồi. Và thật sự mà nói á, là nước Mỹ á, cũng xài cái loại ma túy đá này cho quân lính của nước Mỹ, nhưng mà xài cái bản đầu tiên, cái bản năm 1897. Thì cái bản này đó là người ta không có biết được á, là thật sự do Đức làm ra hay là Nhật làm ra đầu tiên. Không có ông nào muốn tự hào đứng lên, ôi tao là người sáng chế loại này, không có. Nó mới đi du nhập vào trong nước Mỹ với cái hình thức là truck đó. Và có lẽ là cái con đường này á, là cái con đường đầu tiên luôn đã thừa hưởng được cái loại đá này cho đến tận ngày hôm nay luôn. Thì cho anh hỏi em vậy nè, là có bao nhiêu loại chất cấm á, họ xài trên con đường Kensington Avenue? Trước 2019 là có heroin, có meth là đá và có phenol. Những cái chất này á,
hồi đó từ theo thống kê từ 2015 đến 2019 chỉ có 2% người bị overdose bị chết, nhưng mà con số này nó tăng lên tới 90% người bị chết bởi vì một cái chất khác được người ta gọi là xylazine. Cái chất đó là nó chỉ sử dụng cho calm cái đầu của con animal, người ta gọi là animal trance, TRANQ. Theo FDA nó không có legal cho human use, nó chỉ cho những cái loại động vật to lớn như ngựa. Thì cái thuốc này tại sao nó nguy hiểm? Nó làm cho người ta phê cực đại, và cái đầu của anh á, cái não của anh anh không có nhận biết nữa, và anh không có thể điều khiển tay chân được nữa. Nó làm cho máu mình không có lưu thông quá nhiều. Thì cái thuốc này tại sao nguy hiểm hơn là meth hay là heroin? Thuốc meth với heroin á, nó là một dạng thuốc giảm đau. Nó làm cho anh không có nhận biết thì nó sẽ có thuốc giải. Thuốc này nó không có thuốc giải. Khi anh chung người là anh chỉ phê và hết thôi, anh không có thuốc giải. Nên là những người cái case mà overdose, người ta chỉ ấy là chết, người ta không thể giải độc lại được. Theo anh biết được cái fentanyl á là nó mạnh gấp 50 lần cái heroin luôn. Và nó làm được, nó làm từ bằng cái hóa chất chứ không phải là bằng cây thuốc phiện như heroin. Đúng không? Mà cái loại này nó còn mạnh hơn fentanyl nữa. Và người ta trộn hai chất này vô để chơi. Hay cái chất mới đầu là người ta chơi fentanyl trước, xong người ta thấy chất này người ta trộn vô, người ta chơi. Hay là người ta thấy chất này mạnh quá, người ta xài riêng của nó luôn. Ok. Tức là nó đang, hồi nãy anh em mình đi qua những con đường đó là người ta đang xài chất đó đó hả? Dạ, nó chỉ chất thôi. Thì cái chất mà anh thấy nó chất á, thì maybe là chung hai loại, hoặc là một riêng của xylazine, hoặc là chung của fentanyl và xylazine. Tức là trộn vô. Cái con đường đó bây giờ là heroin là coi như là chuyện nhỏ đúng không? Dạ, chuyện nhỏ. Wow các bạn. Nó chỉ happen từ năm 2019 thôi. Nó từ bắt đầu là từ 2019 đến 2021, bây giờ là nó kiểu như là một cái vụ mà kiểu như cái nước Mỹ đều biết á, bởi vì là nó quá nhanh mà nó quá nguy hiểm, kiểu như nó giết quá nhiều người á. Cho anh hỏi nè, vậy thì cái thuốc đầu tiên đó là do ai làm ra vậy? Cái chất mà em nói là cho mấy con thú á, không mấy con thú á. Một ông nhà khoa học người Đức, em không nhớ tên, ông tạo ra cái thuốc này cho động vật vào năm 1900 mấy đó. Mà tại sao lại không biết thằng nào mà bá đạo ha, dùng nó chơi cho con người luôn ha? Anh nghĩ chắc cái người chơi đó chắc họ cũng bị nghiền mà cũng nghiên cứu dữ lắm á. Rồi xong rồi bắt đầu mới đưa ra bán. Đầu tiên á là mình nói về cái chất heroin là bạch phiến. Thì cái heroin á là nó làm từ cái cây bạch phiến đúng không? Nó phơi cây lá hay là cái hoa gì đó xong rồi nó tạo ra bột, dạng bột rồi anh hít vô. Hít với lại cũng có chích được luôn. Dạ chích được rồi. Ok. Hơi nữa, cứ như anh hơi vô. Nhưng mà theo anh biết được hình như là cái heroin á là nó được sản xuất năm 1800 mấy ta, 50 mấy á. Bởi một cái ông người Đức tên là George. Cái ông nói là ông người nghĩ ra heroin đầu tiên. Còn cocaine á, nó lấy từ cái lá của coca. Hồi xưa các bạn biết á, là ở những cái South Africa, South America đó, những người dân dân tộc á, họ nhai cái đó để cho họ tỉnh táo, họ phê và họ dễ sống trong cái môi trường rất là lạnh. Có một cái hình như ông người Đức luôn hay sao, má mấy anh chàng người Đức bá đạo được ha, má nghĩ là toàn thức gì đâu không mà ông mới là extract, tức là ông đã tách liền được cái chất coca đó ra khỏi cái lá coca, nó thành là cocaine sau này. Mà những bạn nào ở Mỹ á, thường nó là ê rảnh không cuối tuần chơi vài like là vậy đó, tức là kẻ ra từng like nó hút nó. Rồi nó còn một cái loại khác nữa anh biết được ở đây nó cũng chơi luôn, đó là cái loại nó gọi là crack cocaine. Crack cocaine, nhưng mà cái loại crack cocaine á là nó giống như viên sỏi vậy đó, thì anh biết được, nhưng mà nó cũng nhẹ đô đúng không, đâu có bằng cái loại người ta chơi bây giờ. Bởi vì mấy cái đấy là nó là tự nhiên, còn ở đây là cái phản ứng hóa học, tức là anh bỏ chất vô nó phản ứng ra nó tạo ra cái chất đó. Fentanyl, xylazine đều là thuốc của con người tạo ra. Ok, là bằng hóa chất hết. Dạ. Mà chắc chích rồi là khó bỏ, không bỏ nổi đúng không? Dạ, chứ anh nghĩ theo một con ngựa nó to, sức nó cỡ nào thì chích đã calm được một cái big animal, người ta gọi là big animal. Nó chỉ được sử dụng trong thú y thôi, nhưng mà bây giờ chích vô người. Lý do gì mà tại sao á cái tiểu bang Philly á nó lại xuống đến như vậy, mà lại có nhiều dân chơi tụ tập đến cái con đường Kensington Avenue đến như vậy? Theo kinh nghiệm của em sống á, em chia sẻ được không? Khi mà anh đã có 10 người ở đó thì bắt đầu người ta không có control được nữa, thì những người cảnh sát người ta sẽ đưa người ta vô một con block đường đấy để cho người ta sử dụng sau sử dụng, miễn là đừng có lan ra bên ngoài người dân. Nãy anh thấy không phải là người dân Philly không, mà có nhiều người hôm đẹp từ tiểu bang khác, người ta đi bus tới, người ta tới đó người ta ở để người ta chơi hàng nữa. Ok, anh hiểu rồi. Hỏi là tại sao chính phủ Mỹ họ không có làm một cái gì đó để dập bớt cái tụi này luôn? Thời sự nước Mỹ người ta quan tâm với cái số liệu là tỷ lệ tội phạm ấy, thì tất cả những ông mayor, những ông mà thống đốc hả? Thống đốc á, người ta đang ráng giảm cái số đấy. Thí dụ đi, bây giờ những cái cơ quan chính phủ cao đúng không?
họ muốn có trên giấy tờ là cái tỷ lệ phạm tội thấp. Thì như vậy là họ phải thay đổi cái luật ra sao đó để cho bớt bắt tội phạm lại. Nó nói trắng này Dương. Bớt bắt tội phạm lại. Là chỉ giữ qua đêm hay là thả ra? Đúng rồi. Nó gọi là tạm giam. Tạm giam đó. Ừ, thì nếu mà cái tạm giam như vậy thả ra coi như là nó không có bị nhiều. Yeah. Thì họ càng thay đổi như vậy thì cái tỷ lệ trên giấy tờ nó giảm xuống. Mà... thì như vậy là ổng đạt được cái mục đích trên giấy tờ. Yeah. Nói vậy thôi đúng không? Đó, nhưng mà thực chất ở ngoài thì nó rất là khác. Nó gây ra nhiều cái tiền lệ khác nhau. Yeah. Cái tội phạm càng tăng hơn. Ok. Tội phạm khi mà họ bị bắt nhưng mà họ lại thấy là họ đang được bị tạm giam trong vòng 24 tiếng hoặc là 48 tiếng họ sẽ được thả ra, họ cảm thấy ồ quá là đơn giản và nó quá là easy nên là tao có thể làm những việc khác lớn hơn. Hồi xưa đó ăn cắp một cuốn sách đi, nó đơn giản thôi là mình cho cái đó là một cái tội phạm. Nhưng bây giờ có những người ở trên á, họ muốn cái giấy tờ thành phố của họ là sạch sẽ, không có phạm tội, thành ra cho nên là ăn cắp một cuốn sách á là không chỉ là tội phạm. Thì như vậy là rõ ràng là cái tỷ lệ tội phạm nó giảm xuống, đúng không? Tại vì cái tội đó không còn nữa. Đó là một cái mà tạo tiền lệ cho những người sau này họ ăn cắp thêm 2 cuốn sách, 3 cuốn sách, 4 cuốn sách. Tại vì những cái này là không được là tội. Đó, thì đây là ý hay em nói. Dạ. Rồi cái ý thứ hai nữa là người ta order cảnh sát là không được hung dữ với người tội phạm. Defund police. Defund police, đây là một cái điều mà mình không ủng hộ các bạn nha. Thứ nhất, Forbes là một người qua Mỹ rất là lâu. Và Forbes rất là yêu cái chế độ tự do và human right, tức là quyền con người, nó nên có ở mỗi quốc gia. Cái đó đúng, hàng này không có sai, mình là con người mà cũng có quyền mình làm gì mình làm. Nhưng các bạn biết là trong cuộc sống này có những kẻ xấu, họ lợi dụng cái kẻ hở đó và họ làm điều xấu. Thí dụ nha, bây giờ human right thì con người làm gì thì làm, thì có một số người tốt thì họ làm những chuyện tốt, có những thằng bá dơ thì nó chết hàng. Cái đó human right mà, đúng không? Ta lợi dụng cái đó. Nó lợi dụng nó đó, và miễn nó không có phạm tội, nó không bính ai thôi, nó chết cái mẹ nó chứ. Thì nó chết luôn đó. Thì đó là một cái tiền lệ xấu và cho những người khác họ đi theo làm như vậy, cũng như cho những kẻ giống như là nó gọi là đi theo để ăn cắp vặt, đúng không? Human right mà, tao vô tao làm thôi. Thì lợi dụng cái luật pháp của nước Mỹ để làm như vậy. Thì cuộc sống này không có cái gì là hoàn hảo, và đôi khi chúng ta cho một cái luật gì đó nó sẽ có một cái kẻ hở. Đó là ý của hồi nãy, cũng là ý của Phương nói luôn. Yeah. Ok. Lộc các bạn là một chàng trai trẻ 18 tuổi đang ở gần khu vực Kensington Avenue, và Lộc đã chứng kiến điều đó rất là nhiều lần. Cũng rất là gan dạ. Các bạn thấy hồi nãy không, là Lộc quay á mà mém bị tấn công luôn. Và cho anh hỏi vậy nè, khi mà em thấy những cảnh đó đó, thì em còn tin tưởng vào giấc mơ của nước Mỹ hay không? Nó gọi là American Dream. American Dream thì nếu mà ở khu vực villa này thì em nghĩ là cái American Dream á thì nó sẽ không còn được. Nhưng mà nếu mà những khu vực khác nó ít tệ nạn hơn thì cái giấc mơ Mỹ thì nó vẫn sẽ có. Nó vẫn sẽ có tiếp diễn. Nhưng mà cho anh một chút, cho anh một phút. Một phút. Một ngày luôn đi. Lỡ rồi, nãy giờ lùm rùm rào quá. Ok, rồi ta tiếp đi. Những người ở villa ở lâu á thì họ luôn luôn có một cái suy nghĩ là khi ra đường, họ đi làm về, họ luôn nhìn trước và sau sự xem là có ai đi theo họ hay không, có ai đang theo dõi họ không. Tại vì ở villa này rất nhiều tội phạm nó nhắm vào người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam rất nhiều. Tại vì họ cứ nghĩ là người Việt Nam mình họ đeo vòng vàng rất nhiều, họ đi xe sang và mình có rất nhiều tiền mặt. Nếu mà em vẫn phải ở tiểu bang này tiếp tục, không có đi đâu được hết. Yeah. Thì em nghĩ giấc mơ Mỹ nó có cho em hay không? Tất nhiên là có, nhưng mà nó không có gọi là quá nhiều về cái giấc mơ Mỹ và những cái mình đang suy nghĩ về nó. Okay. Nếu mà em á còn nghĩ nó có, tức là do em nghĩ có là điều tốt, hiểu không? Đừng bao giờ, tại vì khi mà em nghĩ không có, nó không có. Có không là do em. Thì em khi mà em nói nó có rồi là nó vẫn còn trong em. Cái đó điều tốt. Ok, anh nói em này nè. Vậy thì em thấy những cái cảnh hồi nãy á, bản thân của em là một người ở đây, đúng không? Em nghĩ cái giấc mơ Mỹ nó còn hay không? Và đối với những người kia đó, những người mà chích choát hồi nãy á, con cháu của họ, cái giấc mơ Mỹ còn hay không? Đối với em, giấc mơ Mỹ á, là tùy vào con người. Con người mình nghĩ còn giấc mơ Mỹ, như anh nói, thì nó sẽ có giấc mơ Mỹ. Còn những người đó, những người nào mà nói là không có giấc mơ Mỹ, người ta chỉ sử dụng một cái argument, một cái biện minh gì đó để biện luận cho cái sự không cố gắng của người ta trong cuộc sống thôi. Chứ không cố gắng đúng không? Dạ. Cái não của người mình mà muốn một thứ nào mà rất là muốn á, thì mọi người sẽ tìm cách mọi thứ để đạt được cái mục đích đó. Không có cần thiết là anh phải ở đâu. Đối với em nghĩ là vậy. Ok. Anh tin lời nói của hai em nặng ký hơn lời nói của anh. Sắp nữa anh sẽ nói. Tại vì đơn giản, hai em là người ở đây. Nhất là Lộc là ở đây. Tuy Lộc mới 18 tuổi còn rất là non về cuộc đời, nhưng mà cái lời nói của Lộc á, anh nghĩ nặng ký hơn của anh.
Tại vì sao? Cái người ở đây mà dám nói như vậy mới là hay. Và bây giờ Fox sẽ cho các bạn biết coi là Fox nghĩ gì về cái video này và Fox làm tại sao Fox làm cái video này. Ok ha. Hai. Mọi người, Fox đã quay lại con đường Kensington Avenue rồi các bạn nha. Và Fox sẽ review vào ban đêm coi nó là sao. Rất tiếc là Fox sẽ không ra ngoài được. Có hai sự kiện. Đầu tiên á, là Fox muốn an toàn cho bản thân của mình. Thứ hai đó là vì chiều nay á, cái em này nè, ngồi đằng sau mình á, mém bị phang một cái, cho nên là cẩn thận. Em này còn nhỏ lắm. Thực sự mà nói á, thì chiều nay với lại tối nay thì hoàn cảnh nó khác rồi, người ta không có nhận ra. Nhưng mà đề phòng cũng tốt nhất, tại vì Fox phải giữ lời hứa với vợ của mình. Còn nếu bạn YouTuber nào mà muốn trải nghiệm thật sự đến vào ban đêm thì mình không khuyên nên đến các bạn nha, nhưng mà các bạn có thể là muốn trải nghiệm một góc cạnh khác của cuộc đời thì có thể thử, nhưng mình không khuyến khích chuyện này. Mà bây giờ anh em ta sẽ tiến vào con đường này vào ban đêm, coi nó khác gì với ban ngày. Anh em muốn mấy luôn rồi nè. Đêm. Đó, hay một con zombie nè. Mắc eye contact. Thôi anh cảm thấy ban đêm giống như là nó đỡ hơn ban ngày em. Nó vô xuống chỗ kia, cái chỗ mà chiều anh em mình đi, đây mình chưa tới. Chỗ kia mà. Ok. Yeah. Đó, đó, hai zombie kìa. Như là xe xác nó mất ngay rồi này, đi xuống anh nghĩ rồi đó. Đây là có zombie kìa. Má, zombie thời đại thiệt luôn. Cuộc đời, coi phim zombie. Má, bây giờ thấy zombie thiệt luôn em. Giờ anh Pop đi bắt ma gặp zombie thiệt luôn ha. Má đúng. Bắt ma xong rồi đi bắt zombie. Không bắt, không nổi đâu em. Mà nó bắt mình lại luôn, nó cho một ống mình như nó luôn. Không này zombie lây thiệt chứ bộ, yeah. Đúng không? Yeah. Hay nó cắn mình, nó cho mình một kim như nó luôn. Chờ đi dùng gì. Chờ anh xem. Đi tiếp biết. Mở khu này nè. Kì quá trời kìa, anh quay được không? Lát đi vòng ngược lại anh quay khúc này chưa? Đường mắt eye contact có nhìn thẳng rồi. Cái này chưa bị này. Rồi có tài nhân lộng. Rồi, bỏ xuống. Bỏ xuống đi lộng. Bỏ xuống đi. Không có được. Đêm cua anh rồi anh quăng lại quay chỗ bên đây. Ừ. Nó. Vậy ok hơn. Má. Mà còn nó quốc trong trái nước cam. No eye contact nha, cái cảnh sát cũng no eye contact luôn. No eye contact. Ngoài cái này nó sợ hơn em. Cái này nó giống như là thật sự trong phim kinh dị luôn á. Ngoài đời thiệt luôn á. Giờ giới nghiêm luôn. Giới nghiêm, cảnh sát đứng đầu. Con nít tội nghiệp quá trời luôn ha. Nít nó biết học đây nó bị ảnh hưởng ra sao nữa. Nó đi bình thường luôn. Thật sự á, nếu mà không có camera mình đi được. Đúng không? Nhưng mà tại vì bây giờ mình có camera đúng không? Mình không muốn. Chứ lại người ta ở đây người ta khổ quá rồi, no choice thì ở đây nhà thôi rồi rế anh, chờ thôi. Chứ giờ anh em mình mà ra ngoài, anh em mình cầm camera cho dơi đúng không? Ban đêm mà đâu thấy nào mà, ban đêm là phải cầm để quay được em. Ban đêm phải cầm thẳng lên quay được mới thấy rõ, mới canh shot được chứ không thể nào mà anh em mình như né được chứ không thấy rõ gì đâu, ban đêm nó khó lắm rồi. Làm nữa là quá ok rồi. Má bằng chích đầy luôn. Nó đang chích luôn. Ngồi chích luôn. Cảnh sát đằng sau luôn.
Chích luôn, quá trời. Rồi xuống đi. Ban đêm mua cái viết á, nhét trước ngực đi á, đúng không? Dạ. Ban đêm mua cái viết nhét trước ngực đi thì ok. Ok mọi người, một ngày dài. Cuối cùng video cũng kết thúc các bạn. Sau cái chuyến phiêu lưu của mình, thực chất mà nói thầy các bạn luôn á, là cái video này á, nó trắng ra là nó không có liên quan gì đến giấc mơ của nước Mỹ, American Dream. Không hề liên quan. Nước Mỹ á, có 50 tiểu bang và có hơn 20.000 thành phố. Thì những cái đoạn đường mình đi qua nó rất là nhỏ, nó nhỏ xíu thôi trong tổng thể của nước Mỹ. Nhưng vì sao mà mình lại chèn cái câu này vô cái video? Mình đã theo dõi cái con đường này rất là lâu, và mình thấy nhiều bạn trẻ ở bên nước ngoài, không phải là người Việt Nam các bạn nha, từ Úc, từ châu Âu, Đan Mạch, Thụy Điển, thậm chí những bạn trẻ tại Mỹ luôn là người Mỹ, họ có những cái comment á, những cái video á, về con đường Kensington Avenue á, là đây liệu có phải là giấc mơ của Mỹ hay không. Người ta nói thẳng một câu luôn: Is it American Dream? Đó, thì nó làm cho mình có một cái thắc mắc, và mình muốn trả lời câu này. Dĩ nhiên là mình trả lời cho những bạn Việt Nam, mặc dù những người hỏi không phải là người Việt Nam. Và đặc biệt video này mình dành cho những bạn Việt Nam mà ở tại Mỹ hoặc là sanh đẻ tại Mỹ. Chúng ta hãy nói về American Dream, giấc mơ Mỹ đi. Câu này bắt nguồn từ đâu? Câu này bắt nguồn từ năm 1931 bởi một nhà văn tên là Adam Johnson. Theo mình nhớ là như vậy. Ông này ông viết một cuốn sách và ông nói về giấc mơ của Mỹ. Dĩ nhiên á, cái thời đó đó ông nói chưa hoàn toàn chính xác, tại vì lúc đó nước Mỹ nó còn nội chiến nè, rồi nó còn đấu tranh màu da, rồi tôn giáo lộn xộn, nhưng đó là một cái tiêu chuẩn của người dân Mỹ lúc đó để hướng về tương lai. Thì cái câu đó là gì? Đó là bạn, bất cứ bạn là ai, màu da bạn như thế nào ra sao, bạn đến từ quốc gia nào không cần biết, khi bạn đặt chân đến nước Mỹ, bạn sẽ có một cái tương lai sáng lạn, hoặc là có những cái điều cơ bản nhất trong cuộc sống, giống như đồ ăn, giáo dục, nhà cửa. Đó gọi là American Dream. Đó thật sự là ý nghĩa của American Dream. Và dĩ nhiên á, là trong nhiều cái thời đại nó xảy ra đó, cái câu nói này nó có khác đi rất là nhiều, nhưng đó là cái cốt lõi của câu nói American Dream. Và với một điều kiện các bạn, bạn phải là một người có ý chí, chăm chỉ, sáng tạo và chấp nhận mạo hiểm, bạn mới được American Dream. Đó là câu đích thực. Nhưng mà có nhiều người họ nghĩ sai về câu này. Tức là sao? Tức là họ nghĩ rằng qua Mỹ là tiền trên trời rơi xuống, qua Mỹ là cơ hội trên trời rơi xuống. Không có các bạn. American Dream chứ không phải là Dollar Tree hay là Money on the Tree. Hai câu khác nhau hoàn toàn các bạn nha. Có nhiều người họ đang nghĩ sai cái điều này. Vậy thì American Dream dành cho người nào? American Dream á, dành cho hai loại người, mình nói ngắn gọn thôi. Một người là không có gì trong tay, và loại thứ hai là có rất là nhiều tiền. Dù mình không cần biết bạn là ai, như thế nào. Ok, cái vế đầu tiên mình đã nói rồi, bỏ qua một bên. Cái vế thứ hai á, là những bạn có rất là nhiều tiền, bạn đã giàu sẵn rồi. Bạn ở từ Nhật, từ Hàn Quốc, từ Hồng Kông, từ Việt Nam, bạn giàu sẵn rồi. Bạn có quá nhiều tiền rồi. Thì lúc đó bạn là một con người living in the dream, tức là bạn đang sống trong giấc mơ. American Dream nó là một cái option thứ hai cho bạn, thì bạn cũng còn may mắn. Vậy thì những bạn như vậy có thực hiện được American Dream hay không? Hoàn toàn có. Bạn có thể là vượt qua chính bản thân của mình. Bạn đang giàu sẵn đúng không? Bạn đầu tư đi, bạn vượt qua cái comfort zone, tức là cái vùng an toàn của mình, thì chắc chắn bạn sẽ được cái số tài sản gấp 2, gấp 3 lần, hay là bạn sẽ có được những gì mà bạn mong muốn nhiều hơn bạn đang có. Nhưng bạn phải vượt qua cái comfort zone. Thì qua đây mình muốn chia sẻ hai câu chuyện trong quá khứ về mình. Cách đây 3 năm về trước á, mình có đi đến một cái thành phố gọi là Cherryvale,
nó khoảng có 500 người sinh sống thôi các bạn nha, mà một thành phố mà chỉ có 500 người sinh sống ít cỡ nào. Mình vào một cái khách sạn ma, mình quay thì có hai vợ chồng người da trắng, họ làm việc tại Las Vegas. Công việc của người chồng là kỹ sư, bà vợ cũng là kỹ sư luôn. Họ làm việc rất là nhiều, rất là nhiều và có rất là nhiều tiền. Nhưng họ nghĩ rằng đó không phải là American Dream của họ. Họ quyết định là bán hết toàn bộ nhà cửa và tài sản để mua về Cherryvale, một thành phố chỉ có 500 người. Họ mua một cái khách sạn rất là cũ và họ sửa lại từng ngày để họ đón những người khách du lịch đi ngang qua. Mà các bạn biết mà, những khách sạn loại đó là chỉ dành cho những thời xưa năm 80, 70 thôi, chứ làm sao bây giờ mà ai vô nữa. Nhưng mà nó cũng có nhiều khách hàng có cái sở thích như vậy. Giống như là người ta thích đi đường núi, đường vòng vèo, người ta đi những đường xưa đó, người ta vô người ta ở. Và mình là khách hàng thứ 15 của bà trong vòng 1 năm. Tức là 1 năm bà chỉ đoán được chỉ có 20-30 khách thôi. Nhưng với bà đó là American Dream, vì bà muốn sống lại cái thời đại ngày xưa. Bà muốn bước khỏi cái vùng an toàn của bà để làm được những điều bà mong muốn. Câu chuyện thứ hai, thì trước khi mình làm video này á, mình đã có nói chuyện rất là nhiều bạn trẻ bên Việt Nam, xin lỗi, ở Mỹ. Các bạn nói là vậy nè, các bạn là những người đến sau. Mình cũng có rất nhiều người bạn đã đẻ ở bên đây luôn, nói rằng chúng ta là những người đẻ tại Mỹ, nhưng mà những cái cơ hội của chúng ta đã bị mất hết bởi những người đến trước. Xin lỗi các bạn, và mình xin lỗi những người bạn của mình đã nói câu này. Các bạn chỉ thấy được những gì họ có bây giờ hiện tại, chứ các bạn không thấy được những gì quá khứ họ đã trải qua. Khi mà họ bước chân qua đây á, họ không có biết tiếng Anh, họ bị đối xử phân biệt, không có chợ Việt Nam, tức là nhiều thứ các bạn, nhưng họ đã vượt qua được. Và bây giờ chúng ta chỉ thấy được những gì họ có, chứ không thấy được những gì mà họ làm trong quá khứ. Vậy nếu mà chúng ta muốn thực hiện được giấc mơ như họ, thì nước Mỹ có 50 tiểu bang. Các bạn bước ra khỏi vùng an toàn đi, các bạn đi đến những nơi hẻo lánh khác như hai vợ chồng kia, như những người Việt Nam đầu tiên bước đến đây, để cho mình một giấc mơ American Dream vẫn còn tồn tại mà, vẫn được. Các bạn, định nghĩa đầu tiên của American Dream là gì? Nhắc lại một lần nữa nha, cố gắng, phấn đấu và vượt qua cái vùng an toàn, comfort zone, để các bạn đạt được những điều mà các bạn mong muốn, chứ không phải là cơ hội và tiền trên trời rơi xuống miễn phí. Và mình xin kết thúc cái video này. Và với mình, American Dream vẫn tồn tại, tại vì mình là một nhân chứng sống hoàn toàn các bạn. Mình là một người không ai biết tên tuổi gì cả, và giấc mơ của mình là đi khám phá những cái góc cảnh khác của nước Mỹ. Mình đã bước qua cái vùng an toàn của mình, nhất là ngày hôm nay chưa phải hoàn toàn 100%, mình biết. Nhưng mà mình nghĩ mình cũng là một người đã bước qua cái vùng an toàn khi đến một cái video, đến một chỗ mà mình chưa bao giờ làm trong quá khứ. Và cái đề tài này cũng là đầu tiên mình làm luôn, và mình đã thực hiện được một phần nào giấc mơ American Dream. Giấc mơ vẫn còn tồn tại. Và như Lộc với lại Phương nói chiều nay, hai người em của mình mới quen, các bạn tin được là các bạn làm được. Vậy còn những người còn lại thì sao? Chúng ta không muốn đem họ ra để làm một cái trò đùa. Nhưng mà các bạn thấy đó, ở một cái xã hội hiện đại, nếu bạn không vượt qua được cám dỗ, dù bạn là ai, bạn cũng sẽ là lệ thuộc vào nó mà thôi. Maybe những người chích chát hôm nay đó, họ không vượt qua được American Dream. Xin lỗi, họ không vượt qua được cái sự cám dỗ. Nhưng mà mình tin rằng nếu mà con cháu họ đủ sức mạnh, thì con cháu họ sẽ tới được giấc mơ American Dream. Đó là cái lời cuối cùng mình dành cho họ, mặc dù mình biết họ éo nghe mình đâu, không biết mình là thằng nào cả, đúng không? Và video này cũng không đến họ. Thì xin chào mọi người nha, và mời hai bạn như đây luôn. Chào TV luôn, Hot TV luôn. Cảm ơn em rất là nhiều. Đây, đây là hai con người các bạn. Nếu mà không có hai em này á, Fox sẽ không bao giờ thoát khỏi được cái vùng an toàn của mình. Đây là cái lời nói của hai em này sống ở đây nha. American Dream vẫn còn tồn tại, đúng không? Dạ, đúng. Đúng, đây là cái lời nói còn cứng hơn của mình nữa. Chào mọi người.